Chào mọi người ha. Hôm nay đó là 31 tháng 3 năm 2023, là ngày hạn chót để chúng ta sẽ phải chuẩn hóa thông tin thuê bao đối với các cái nhà mạng ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người một cái kênh khác để chúng ta có thể chuẩn hóa thông tin ha. Để trước đó mình đã làm hướng dẫn rất là nhiều trên app điện thoại nha, đó là như là MyViettel, MyNPT đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái kênh khác, đó là làm trên web ha. Thì đối với trên web ấy, thì chúng ta sẽ có thể là vô trang web Viettel này, VNPT này, là của Vinaphone, Mobifone này đó. Thì nhưng mà đầu tiên thì chúng ta nên soạn tin nhắn thông tin thuê bao viết tắt ha, TTTB gửi 1414 này, để chúng ta kiểm tra thông tin chúng ta đã đăng ký với nhà mạng ha, thông tin nó như thế nào ha. Nếu mà thông tin chúng ta chuẩn rồi thì thôi, còn nếu mà thông tin chúng ta ra thông tin chưa chuẩn hoặc bị thiếu thông tin hoặc là thông tin của chủ thuê bao khác á, thì chúng ta sẽ phải chuẩn hóa thông tin lại ha. Nhưng mà tất nhiên ở trong giai đoạn này, nếu như các bạn mà nhận ra cái thông báo là thông tin chủ thuê bao là người khác á, nhưng mà chúng ta không nhận được cái tin nhắn yêu cầu chuyển hóa, thì chúng ta cứ tạm dừng bình thường ha. Ở khi nào yêu cầu chuyển hóa thì mình cứ làm sau. Còn bây giờ người ta đang kiểm tra những cái thuê bao chưa chuyển hóa thông tin, có là bị thiếu ha, cái thông tin không khớp á, thì người ta nhắn tin cho mình và yêu cầu chuyển hóa thì mình sẽ phải thực hiện chuyển hóa ha. Thì đối với nhà mạng Viettel thì chúng ta vô trang web là viettel.vn ha, sau đó chúng ta bấm đăng nhập. Đó, thì giống như cái tài khoản mà chúng ta đã đăng ký trên MyViettel thôi. Chúng ta đăng nhập bình thường như thế này, nhập số điện thoại, nhập mã OTP thôi, nó gửi đến trực tiếp, thì chúng ta đăng nhập vô, chúng ta cập nhật luôn. Còn đối với Vinaphone thì chúng ta vào cái trang web là my.vnpt.com.vn ha, rồi chúng ta cứ bấm đăng nhập ha. Đó, nó ra điện thoại này, giao diện nó cũng giống như trên app MyNPT thôi. Và đối với Mobifone thì chúng ta cũng vào cái trang web là mobifone.vn ha, chúng ta bấm đăng nhập. Đó, thì đây là giao diện của Mobifone, hoặc là chúng ta có thể vô đường link này trực tiếp này, thông tin thuê bao mobifone.vn ha. Còn chứ không thay đổi thông tin thuê bao là tự động nó có thôi, thì mình vô đường dẫn như này để mình cập nhật luôn ha. Đây là mình giới thiệu thêm cho mọi người ba trang web khác của nhà mạng ha, để chúng ta có thể cập nhật thông tin thuê bao ha, hoặc là chuyển hóa thông tin thuê bao đối với các nhà mạng ha. Đó, thì mọi người có thể tham khảo thêm ha. Rồi, xin chào mọi người ha, chúc mọi người làm thành công ha.